Nếu không quan hệ trong một thời gian dài thì cơ thể của bạn sẽ ra sao? Cho đến bây giờ thì vẫn có rất nhiều người có quan niệm rằng quan hệ vợ chồng chỉ là để giải trí, là để duy trì nòi giống. Tuy nhiên sự thật thì chuyện ấy còn liên quan rất nhiều đến vấn đề sức khỏe. Trước tiên cũng giống như máy móc, nếu như không được vận hành thường xuyên thì các cơ quan dễ xảy ra hỏng hóc, trục trặc. Các nghiên cứu cho thấy ở nam giới, những người ít xuất tinh hơn sẽ thường gặp các vấn đề liên quan đến tuyến tiền liệt. Mặt khác, tinh trùng cũng cần phải giải phóng để cơ thể tái tạo tinh trùng mới. Còn với phụ nữ, việc để mạng nhện răng quá lâu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cơ sản chậu và bàng quang. Bàng quang yếu dẫn đến khó nhịn tiểu, xón tiểu. Ít làm chuyện ấy cũng dẫn đến khô hạn ở nữ giới. Một số người còn có biểu hiện tương tự như là mãn kinh và khi có đối tác thì họ sẽ gặp khó khăn trong việc kết nối quan hệ trở lại. Chuyện ấy cũng liên quan mật thiết đến sức khỏe tim mạch và huyết áp. Huyết áp của quý ông được trả bài đều đặn sẽ ổn định hơn những người thiếu thốn trong một thời gian dài. Đặc biệt chuyện ấy cũng thúc đẩy hệ miễn dịch và tăng sức đề kháng, giảm mệt mỏi, chống lại bệnh tật, làm cơ thể sảng khoái, tinh thần thoải mái hơn. Vậy nên dù là nam hay nữ thì cũng không nên nhịn chuyện ấy quá lâu. Anh em nào bị suy giảm ham muốn, không có hứng thú trong chuyện đó thì gọi điện qua số hotline em Dung giúp mình lấy lại phong độ nhé.